Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, đối với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 thì con đường học vấn là mối quan tâm hàng đầu bên cạnh sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên không vì thế mà trong cuộc sống của người tuổi Ất Dậu không có những khó khăn hay là trắc trở. Xem tử vi cho tuổi Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch chính là cách dựa vào hệ thống sao chiếu mệnh, sao hạn và sao chiếu theo năm để dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Cùng với đó, tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 5 này còn giúp các bạn biết được những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng 5 âm lịch, muốn giảm bớt những khó khăn, xua đi vận rủi. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 mệnh tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉn chu. Người tuổi Dậu là người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ mà họ thích, cần khám phá nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu về nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của những người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, cho nên đôi khi cũng hay để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 là người rất dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp. Một chút bảo thủ với định kiến của bản thân có thể khiến cho những người khác cảm thấy hơi khó chịu. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa có dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp để cải thiện. Có điều cần phải chú ý có điểm báo thị phi, hung tinh, tiểu nhân đe dọa. Nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra, cần phải chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt đối với các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Giai đoạn này, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu từ hung tinh, lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc chiếu, bạn dễ gây những chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ thầy cô phàn nàn. Ngoài ra, áp lực học tập, điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, gia chủ Ất Dậu hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ trong tháng có phần suy giảm, dễ bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hô hấp. Trong tháng này, gia chủ Ất Dậu nên tập luyện thể thao, ăn uống nghỉ ngơi một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Khi đi ra ngoài cũng cần chú ý tới sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh tật khó mà chữa khỏi. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch nhờ được phúc cao tinh chiếu, cho nên nếu các bệnh cảm mạo đa phần thì các bạn đều được hóa giải, xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, Ất Dậu đều không vượng đào hoa. Hoặc cho dù có cố gắng gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến được cái đích như mong muốn. Nam mệnh có duyên khắc phái nhỉnh hơn nữ mệnh nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả trí tuệ trong việc theo đuổi người ấy. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và có ít xung đột. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Ất Dậu, trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được trong tháng 5 âm lịch của mình sẽ có những điều gì. Từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trong chương trình Phong thủy Gia Cát.